Xin chào quý anh chị ạ. Hôm nay em Tiến sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà một trệt một lớn nằm ở trung tâm quận Hải Châu ạ. Căn nhà của mình thì nằm ở đường Núi Thành, có diện tích cực kỳ lớn luôn ạ, 84 m² với chiều ngang 46 và có giá chào thì chỉ có 3 tỷ 090 triệu ạ. Đây là căn nhà hôm nay em Tiến giới thiệu ạ. Thì chiếc nhà mình 2 m² ạ. Bước vào đầu tiên thì chúng ta có một cái khoảng sân phía trước rất là rộng ạ. Đây, khu vực này có trồng một cái cây khế rất là lớn ạ. Căn nhà này thế thì có một cái khoảng sân cực kỳ rộng luôn, mình có thể trồng cây cảnh và để được rất là nhiều xe máy ạ. Đây cũng là một căn nhà hiếm trong phố mà có cái khoảng sân rộng như vậy. Đây, chiều ngang 46 ạ. Bước vào đầu tiên thì chúng ta có khu vực phòng khách ạ. Đây, kết cấu một trệt một lửng gồm 2 phòng ngủ ạ. Khu vực này thì bố trí sofa, bàn ghế. Phía này thì kệ tivi, vào cái tranh đó, thì chúng ta sẽ có một cái cầu thang di chuyển lên tầng 2. Đây, chúng ta chủ nhà thì tận dụng ở phía dưới này làm cái khu vực để đồ, là chỗ phía trong này thì bố trí khu vực bếp, chỗ này bố trí tủ lạnh. Đây, khu vực bếp của mình, chỗ này thì mình đặt bếp điện. Chỗ này thì có chỗ rửa và đặc biệt nhà này nhé, mình có một cái phòng ngủ ở dưới thích hợp cho gia đình có người lớn tuổi ấy, khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Tủ để đồ và phòng này thì khép kín luôn ạ. Đây, cho mình có một cái nhà vệ sinh, có lắp máy nước nóng đầy đủ, lắp đầy đủ thiết bị và đặc biệt thì ở phía sau này mình cũng có một cái không gian trống ạ. Chỗ này trồng hoa lá cành đủ các kiểu ạ. Đi trên thì có bố trí á, nó lạnh trên trần, cái này giống như cái không gian nhưng trời không thoáng sau. Và đây có cái nhà vệ sinh mình sử dụng ở khu vực tầng 1 này nha. Chúng ta là tầng 1 này có 2 nhà vệ sinh luôn, không gian rất là thông thoáng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên này. Và nếu mà quý chị cùng nhìn lại cái không gian tầng 1 của nhà mình nè. Đây là cầu thang di chuyển lên tầng lửng của nhà mình ạ. Phía trước này á thì mình có một cái không gian phía trước ạ để rất là thông thoáng. Đây là khu vực tầng 1 của nhà mình ạ. Và tầng 2 của tầng lửng của nhà mình á thì mình có một cái phòng ngủ khép kín ạ. Đây, khu vực này thì bố trí giường ạ. Phía này thì có tủ quần áo và phòng này cũng được lắp máy lạnh đầy đủ ạ. Và phía trong này là một cái nhà vệ sinh khép kín của phòng mình ạ. Có khu vực tắm, có bố trí nữa, máy nước nóng đầy đủ ạ. Đây, lắp đầy đủ thiết bị hết. Và em Tiến xin nhắc lại á, căn nhà của mình có diện tích là 84 m², một trệt một lửng, chiều ngang 46 và có giá chào hiện tại là 3 tỷ 090 triệu ạ. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976 250 111 và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về nhà phố Đà Nẵng ạ.